Sau hai trận đấu không góp mặt, Messi trở lại đội hình xuất phát của Inter Miami trong trận đấu với Toronto ở vòng 30 giải nhà nghề Mỹ. Không những vậy, Empolga còn xuất hiện với tấm băng đội trưởng trên tay. Sự trở lại của Messi là nguồn động lực to lớn với Inter Miami sau khi đội bóng này thảm bại với tỷ số 2-5 trước Atlanta United ở vòng đấu trước. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, siêu sao người Argentina đã cho thấy quyết tâm của mình. Anh thi đấu khá tích cực khi tung ra 3 cú dứt điểm trong vòng hơn 20 phút. Thế nhưng, trong bối cảnh ở rất gần bàn thắng, Inter Miami lại chịu tổn thất lớn. Phút 34, Jordi Alba rời sân vì chấn thương. Chưa dừng lại ở đó, tới phút 37, Messi ra dấu xin thay ra sân vì không thể tiếp tục thi đấu. Theo ghi nhận, trước thời điểm rời sân, Empolga xoa bóp gân queo và di chuyển rất thận trọng. Hiện tại, câu lạc bộ Inter Miami chưa thông báo về tình trạng chấn thương của Messi. Cầu thủ này có thể vẫn bị quá tải dù được nghỉ ngơi trong trận đấu với Atlanta United cách đây vài ngày. Sự thất vọng của Messi sau khi rời sân sớm, ảnh, Goal. Tưởng chừng như việc Messi rời sân sẽ khiến Inter Miami gặp khó nhưng họ lại bỗng dưng thi đấu thăng hoa. Phút 45+3, Farias đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng áo hồng sau pha tận dụng pha đấm bóng lỗi của thủ thành Toronto. Phút 54, Inter Miami đã có bàn thắng thứ hai. Taylor có pha dứt điểm bất ngờ về góc xa khiến cho thủ thành Toronto không kịp trở tay. Tỷ số được nâng lên 3-0 cho Inter Miami với pha lập công của Quimacci ở phút 73. Chưa dừng lại ở đó, phút 87, Taylor đã hoàn tất cú đúp để ấn định chiến thắng 4-0 cho Inter Miami. Với chiến thắng này, Inter Miami đã vượt qua New York Abi để xếp thứ 13 ở bảng xếp hạng miền đông MLS với 31 điểm sau 28 trận. Họ kém vị trí thứ 9, dự playoff thăng hạng của DC United 5 điểm và thi đấu ít hơn 2 trận. Cơ hội dự vòng playoff mở rộng trước mắt Inter Miami nhưng nếu Messi dính chấn thương dài hạn thì đó sẽ là thảm họa với câu lạc bộ. Inter Miami rất cần Empolga ở thời điểm quyết định mùa giải.